Nhân lòng luộc chấm rau ăn cũng rất là ngon. Phải hái những cái đọt nó mới ăn ngon, bây giờ là hai cái thân, đây cái đọt, đây cái đọt, đây nhẫn lòng, cắt ngay cái đọt. Đây là những cái hoa, những hoa nhẫn lòng. Còn đây là trái nhân lòng. Trái nhân lòng mà bức ở trong ăn cũng chua chua ngọt ngọt. Đây hái những cái đọt này đem ra chợ bán cũng có tiền. Không mà luộc. Cũng rất là nở, cũng rất là ngộ.